Xin chào tất cả mọi người đã xem trên kênh YouTube của mình. Ngày hôm nay mình cùng các bạn đi thôi mò nha. Và mình sẽ chọn những sản phẩm đẹp nhất và bút màu đẹp nhất để tô cho các bạn thấy. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho mình một lượt like và một lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và một lần nữa, mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi tô màu nha các bạn. Nguyễn quay lại gì? Lầu. Quay đi. Bây giờ mình đi tô màu xong nhé các bạn nhé. Rồi. Đó là nước đang làm của mình. Này đâu cái sản bị bé rồi hay gì đây rồi phạt luôn đi dạ. Có làm gì giờ giờ sao cái mẹ rơi hở điệp đó thì vẫn luôn cái điệp mẹ nó sạt được cái lồn mẹ rồi của tao cầm cái ở dưới Thank you.
Vừa rồi mình đã tô màu xong, nếu bạn thấy hay cho mình xin một like và đăng ký kênh. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào các bạn. Ngày hôm nay mình sẽ cùng với các bạn đi tô màu nhé. Bây giờ mình sẽ dẫn các bạn đi tô màu. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho mình lượt like và một lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và bây giờ chúng ta cũng bắt đầu đi tô màu nào. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi tô màu nhé các bạn. Thằng này bao nhiêu phần trăm? À đù, mẹ con loại này 3%.
Mình là mình đã đi tô màu xong nha các bạn nhé.